Trận lũ cát bất ngờ xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ đêm ngày 30 tháng 9 tại xã Lương Minh, Lượng Minh, khiến nhiều người dân bất ngờ. Trong đêm tối, lũ ống lũ quét xảy ra, một số nhà của người dân, trường học bị ngập nước. Người dân địa phương và chính quyền xã đã phải sơ tán người, đồ đạc ở một số địa bàn bị ngập nặng. Nhiều tài sản, đồ đạc đã bị cuốn trôi và thiệt hại. Lũ quét đã khiến nhiều bản thuộc 3 xã gồm xã Lượng Minh, Lưu Kiền và xã Lượng thuộc huyện Tương Dương bị chia cắt và thiệt hại nặng về tài sản. Ủy ban nhân dân các xã đã kịp thời huy động lực lượng di rời tài sản và vận động gia đình tạm thời đến ở nhờ các hộ dân gần đó để đảm bảo an toàn. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh, bị ngập sâu ngay trong đêm, học sinh và thầy cô giáo đã dồn sức chạy lũ, di rời đồ đạc. Hiện nay 4 bản trong của xã Lượng Minh đã bị cô lập hoàn toàn do sạt lở đất tại đầu bản Đừa. Tuyến đường lên Kỳ Sơn và tuyến quốc lộ 7A đang xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc. Sáng ngày 1 tháng 10, chính quyền và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ ống xảy ra. Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại cụ thể.